Rồi, chào hết toàn thể anh em và các bạn. Thì chúc tất cả anh em và các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Và trở lại với buổi sáng ngày hôm nay thì mình đi thăm lúa các bạn. Thì hiện tại thì cái UM18 thì nó 64 ngày các bạn và nó đã chỗ điều. Thì chiều nay mình sẽ phun cái cử chỗ điều các bạn. Thì cái cử chỗ điều là khi mà mình 80% cái số bông ở trên ruộng chúng ta mà nó chỗ thoát lên và nó chỉ hướng 1 giờ các bạn, thì cái như là nó đã chỗ điều. Thì cái cử chỗ điều này các bạn thì nó cách với cái cử mình chỗ lẹt sẹt thì khoảng thời gian thì khoảng 6 ngày. Và đối với cái cử chỗ điều này đó các bạn, thì cái lần phun chỗ điều này thì cũng giống như cái lần phun mà chỗ lẹt sẹt, có nghĩa là nó cần chúng ta cần quản lý 5 cái bệnh: đạo ôn, vi khuẩn, đốm vàng, bẹp lép hạt, vàng lá chín sớm. Lúa cấy thì nó cái giai đoạn này thì lúa khá đẹp nha các bạn. Lúa cấy thì nói chung là cái giai đoạn nhỏ thì nó vất vả, nhưng mà giai đoạn từ chỗ về sau thì nó rất là đẹp. Và hiện tại thì cái chiều cao cây nó khoảng 1,1 m nha các bạn. Thì đối với cái lần phun này các bạn, thì cái vấn đề mà vi khuẩn cháy bì lá và lép vàng thì nó cũng cũng cần thiết các bạn, và chúng ta cũng cần phải phun phòng đó. Bữa nay mình đi thăm đồng các bạn để mình xác định, để mình chọn cái loại thuốc mình phun cái cử chỗ điều. Thì cũng trên 5 cái bệnh đó các bạn mà mình thường thì mình sẽ luân phiên cái loại thuốc với nhau để mình xử lý nó. Mà đặc biệt là đối với cái bệnh đau ôn các bạn, là chúng ta nên phun cái thuốc đặc trị. Thì hiện nay đến thời điểm hiện tại thì trên thị trường nó có chỉ có hai cái hoạt chất thuốc, là nó chỉ nó quản lý cái đạo ôn tốt. Cái hoạt chất mà đứng đầu là vẫn là chisilazone nha các bạn. Thì nói về hoạt chất chisilazone thì hiện tại thì cái hoạt chất đó của công ty Dow Jones thì là sản phẩm bên Mỹ đó các bạn, thì nó tốt nhất. Và một cái sản phẩm nữa là cái sản phẩm Erythiolan đó các bạn, thì nó giống như là cái hoạt chất của Phú An á. Thì hiện tại nếu mà nói hoạt chất đơn đó thì cái Fujiwan của Nhật á, là nó tốt nhất. Và đối với cái hoạt chất đó thì chúng ta cũng có thể chọn cái giải pháp của công ty VFC các bạn, là cái sản phẩm Ninja đó, là một trong những sản phẩm mà mình rất là thích thích về cái chất lượng của nó, nhưng mà tương đối thì giá thành nó cũng sẽ hơi cao nha các bạn. Ninja thì nói chung tương đối giá thành hơi cao, nhưng mà phun Ninja thì rất là ok nha các bạn. Trời kéo mây các bạn. Tại lúa mình đã chỗ điều rồi. Thì cái cử chỗ điều này, một cái sản phẩm mà mình không thay đổi đó là sản phẩm Tinspe. Tinspe thì mình quản lý bệnh lem lép hạt các bạn.
Tin Super pin Mỹ và một cái thuốc trị vi khuẩn nữa. Thì có khả năng lần này thì mình sẽ thay đổi cái thuốc trị vi khuẩn bằng cái sản phẩm Vicen của công ty Vibeco. Hoặc là cái Smart trong của công ty Med Pacific nha các bạn. Thì là một trong hai cái loại đó, thì mình sẽ chọn một trong hai loại đó. Nhưng mà Vicen thì mình sẽ ưu tiên hơn, tại vì lý do là nó giãn nước nha các bạn, nó dễ pha, nó dễ dàng hơn. Chiều cao cây lúa hiện tại thì tính luôn tới cái chót lá cờ thì khoảng 1m1 nha các bạn, 1m1. Thì đó, thì đối với cái lúa của mình hiện tại thì ở cửa chỗ điều này mình sẽ phun những sản phẩm như vậy, có nghĩa là Tin Super, Vicen của công ty Vibeco. Tin Super thì mình chọn Tin Super của hãng Syngenta nha các bạn. Và cái thuốc trị đau ôm thì mình chọn sản phẩm pin Mỹ của hãng Đầu Vaxen do công ty VFC phân phối. Thì đó là một trong những loại thuốc mà mình chọn. Thì tại vì đối với mình làm lúa giống thì mình chọn những loại thuốc như vậy. Còn ví dụ đối với anh em và các bạn chúng ta làm lúa ngang thì chúng ta cũng có thể chọn những cái sản phẩm mà nó có hạt chất như vậy nha các bạn. Thì tương tự như vậy thì chúng ta có thể phun và quản lý được cái ở cái cử chỗ điều này. Và đối với lúa chúng ta muốn cho nó vào chắc tốt thì chúng ta cũng có thể bổ sung sản phẩm Silimax của công ty Lộc Trời nha các bạn. Rồi thì vài cái mình chia sẻ với anh em và các bạn ở cái lần phun chỗ điều này. Chúc anh em và các bạn có một vụ mùa bội thu.